Thế giới hoàn mỹ. Tác giả: Thành Đông. Tập 39. Chương 117: Bảo tháp tích trữ. Đoạn không thành, bức tường thành có màu nâu xám cao to mà hùng vĩ, mặc dù là cổ thành nhưng vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đặc biệt nhất là mấy ngày gần đây, lúc nào cũng huyên náo, từng cái đại giáo đỉnh cấp và rất nhiều gia tộc cổ xưa đều phái những kỳ tài của chính mình tới nơi đây để chuẩn bị tiến vào Bắc Đoạn Sơn. Những thiếu niên thiên tài này ai nấy đều có tài năng kinh diễm, trong gia tộc đều xếp hàng đầu, tương lai chính là chủ nhân của vùng đất này, nắm giữ các giáo phái trong thiên hạ. Nhìn kìa, nơi ấy có một con rắn quái dị, vì sao chỉ có một cái đầu mà lại có tận hai thân thể? Nhất tì kéo ống tay áo của một vị sư huynh ra hiệu nhìn về phía trước. Một con quái xà, toàn thân là màu đỏ thẫm, từ đầu trở xuống thì bắt đầu phân nhánh thành hai thân thể, mọc ra sáu cái chân, hai đôi cánh, vảy thì chi chít, nhìn quái dị mà dữ tợn. Những người đi trên đường đều tránh né, không ai muốn tới gần nó. Mấy vị thiên tài của bộ thiên các đều hít mạnh một hơi, kéo Nhất Tì sang một bên, âm thầm nói cho nó biết không được nói linh tinh, đây chính là một thái cổ di chủng tên là Phì Di. Đây chính là Phì Di à? Nhất Tì trợn tròn hai mắt, nó từng đọc qua Đại Hoang Kinh khi giới thiệu các loại sinh linh, không ngờ rằng con này lại có bộ dáng như thế kia. Phì Di vừa ra, tất có đại hạn, bởi vì nó thông hiểu bảo thuật loại lửa, vì thế trong cao thủ, những con thái cổ di chủng Phì Di đã trưởng thành có thể lấy sức một người mà hủy diệt một bộ tộc lớn hơn 100 triệu người. Đừng có chọc nó, mặc dù chỉ là con non, thế nhưng các thiên tài của nhân tộc ít có người có thể ngang hàng với nó. Một vị sư tỷ của bộ thiên các nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc. Con Phì Di này chỉ dài có mấy mét, cứ thế mà bò qua, những sinh linh đi trên đường đều nhường đường. Nhất Tì tò mò nhìn, lặng lẽ suy đoán, một đầu lâu hai thân thể, nếu như phải chiến đấu nó có thể khống chế được sao? Con quái xà có màu đỏ thẫm liếc xéo, trong mắt lạnh lùng nhìn về phía nó, cái đuôi đột nhiên quật về phía này, nhanh như điện, bột một tiếng vang lên làm cho cả mặt đất nứt gãy, tạo nên một mảng bụi mù. Nếu không phải Nhất Tì động tác nhanh nhẹn, chắc chắn đã dính một chiêu này rồi. Con dung vừa dài vừa béo kia, ngươi dám khiêu khích ta? Nhất Tì kêu to, tự hồ muốn nhào về phía trước. Mấy vị đệ tử của bộ thiên các nhất thời biến sắc, vội vã tiến lên ôm chặt lấy nó. Nhưng mà, cơ thể của bọn họ nào có thể so sánh với Nhất Tì? Nhưng có một nữ đệ tử khẽ nói ngược lại có chút tác dụng, nói, Đào Giả tiền bối nói rồi, ở trong thành không cho phép gây rắc rối. Khi nào tiến vào Bách Đoạn Sơn, thì tùy ngươi dằn vặt. Xem như là ngươi gặp may đấy, sau này thấy ta đi ngang qua, thì đừng có khiêu khích. Nhất Tì chỉ vào Phì Di, căm giận nói. Toàn bộ đường phố đều im lặng, đứa nhỏ này là ai vậy? Cũng quá nghịch thiên rồi, lại đi cảnh cáo một con thái cổ di chủng, nghe thật vô lý. Chuyện này, sao ta lại có cảm giác nó chính là một con thái cổ hung thú mang hình người vậy? Nếu không phải vậy, thì tại sao lại dám nói câu đó được chứ? Có người nói nhỏ. Phì Di ngừng lại, thân thể đỏ thẫm, như được đúc thành từ thần kim, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đồng thời tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nó nhìn chăm chăm Nhất Tì, trong miệng phát ra những tiếng xì xì, cái lưỡi đỏ không ngừng thò ra thuộc vào. Nó vẫn là một đứa con nít, không cần để ý tới. Có đệ tử của bộ thiên các nhìn về Phì Di nói, rồi lôi Nhất Tì đi chỗ khác, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc kia. Phì Di không có đuổi theo, mắt nhìn nó rời khỏi, trên người màn hào quang màu máu lưu động, vừa nãy trong nháy mắt lúc Nhất Tì định lao về phía nó cảm ứng được một khí tức rất hung mạnh khá giống mình. Một thiên tài của nhân tộc lại kinh khủng như vậy, Bách Đoạn Sơn, chờ đấy. Phì Di nhìn bóng lưng của bọn nó, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Một con bướm nhẹ nhàng bay lượn tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra bảo huy, khiến cho mọi người phải tránh lui. Nó dài hơn 1 mét, dương cánh bay lượn, tỏa ra ráng lành, thật là tuyệt đẹp. Trên đường mọi người đều tránh lui, hiển nhiên đây cũng là cường giả của một tộc. Tuy rằng chỉ có một con xuất hiện, nhưng cũng làm cho người khác phải kinh hãi. Toàn thân của nó đều là phù văn tự nhiên, tỏa ra hàm nghĩa thần bí. Liệt Thiên Ma Điệp, được xưng hai cánh chấn động, thì có thể xé rách cả vạn dặm trời xanh, đây chính là ghi chép ở bên trong sách cổ, có người nói nhỏ, lộ ra vẻ sợ hãi. Đương nhiên, những ghi chép trong sách cổ chính là thuần huyết ma điệp của thời đại Thái Cổ, con bướm còn nhỏ ở trước mắt này không thể có huyết thống tinh khiết như thế được. Một đường đi tới, Nhất Tì cảm thấy cặp mắt mình sắp không đủ dùng rồi,
nhìn thấy một người kim loại, một tảng đá biết nói, còn có tế linh loại thực vật rất đáng sợ cắm rễ trong hư không, rất nhiều thứ thần bí và mạnh mẽ. Thiên tài nhân tộc số lượng đông đảo, những chủng tộc khác số lượng ít, nhưng thực lực lại mạnh mẽ. Ở trong thành có không ít sinh linh hình thù kỳ quái, mỗi người đều cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, còn có rất nhiều chủng tộc thân thiết với nhân tộc, hoặc là có sừng, hoặc mọc ra hai đầu, hoặc là đầu người mình rắn, thân thể của những người này đều tỏa ra bảo quang, giống y như thần linh, vô cùng mạnh mẽ. Sinh linh thật là nhiều, dân bản địa đều không nhiều bằng tu sĩ, đến lúc đó Bách Đoạn Sơn sẽ chưa hết được hay sao? Nhóc tỳ sinh lòng nghi vấn. Bách Đoạn Sơn có danh tự là Đá Sơn, nhưng trên thực tế lại là một tiểu thế giới. Sau khi tiến vào bên trong ngươi sẽ biết nó phi phàm cỡ nào, một vị sư tỷ của Bộ Thiên Các giải thích. Thế à, thực sự mong chờ nha, nhóc tỳ vui sướng, tốt nhất là ngọn núi này, đừng có hoang vu, nó còn muốn tìm vài thứ bảo bối nữa. Rất nhanh, bọn nó đã đi dạo hơn nửa thành, nhìn thấy rất nhiều chủng tộc, hiểu rõ không ít bí mật. Điều duy nhất khiến cho nhóc tỳ không vui chính là tiền thưởng của nó tăng gấp đôi, cái đầu càng thêm đáng giá, có người nguyện dùng bảo cụ, quốc thư, linh dược để trao đổi. Nghe được tin này, sắc mặt của nhóc tỳ đen xì ra. Tiếp theo đó có một tin tức càng gay go hơn truyền ra, có người suy đoán tên nhóc siêu quẩy nhất định sẽ ở trong đội ngũ của Bộ Thiên Các, chỉ cần tập trung vào bọn họ thì sẽ biết nó ở đâu và sẽ biết nó là ai. Tin tức này đạt được tán thành của rất nhiều người, dù sao Bộ Thiên Các cũng chính là thương cổ tịnh thổ, truyền thừa rất lâu đời, trong giáo có rất nhiều cao thủ. Nhóc siêu quẩy gia nhập Bộ Thiên Các, trải qua một quãng thời gian dài như thế mà bọn họ trước sau vẫn không có cách nào phát hiện ra nó. Sư đệ, sắc mặt của đệ bị làm sao thế? Một vị sư tỷ xinh đẹp ở bên cạnh hỏi. Ánh nắng mặt trời quá gay gắt, nhóc tỳ hừ hừ nói. Sao ta lại cảm thấy năm người chúng ta đi cùng với nhóc, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giết chết vậy? Một vị nam đệ tử mang theo vẻ mặt cổ quái, sau khi nghe được những tin đồn kia, thì tự nhiên sinh cảm giác như thế. Thế chắc không phải là nhóc đấy chứ, nếu là thật vậy xin vui lòng cho ta đánh cái mông của nhóc vài phát. Một vị sư tỷ xinh đẹp khác lý sự, tên nhóc siêu quậy ở Bộ Thiên Các làm ra những động tĩnh lớn như vậy, trên dưới cả vùng tịnh thổ ai, mà chẳng muốn đánh nó. Y gia, ngươi là sắc lang, dám động đến ta, vị sư tỷ xinh đẹp kinh ngạc thốt lên, đỏ cả mặt, nhóc tỳ vậy, mà lại ra tay trước đánh về bờ mông căng tròn của nàng. Cùng người khác chiến đấu, chú ý đầu tiên chính là tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương, đến đây nào sư tỷ, ta đã chuẩn bị tốt để quyết chiến rồi. Nhóc tỳ trịnh trọng đàng hoàng, nói năng hùng hùng. Ba nam hai nữ, năm vị thiên tài đều há hốc mồm, tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch này vậy mà rất đáng giận, xem bộ dạng như thế chắc chắn là tên nhóc siêu quậy kia rồi. Đánh nó, năm người truy đuổi. Nhóc tỳ chạy thật nhanh, nói, đừng đánh mà, vạn nhất để người ta biết được chúng ta đều là đệ tử của Bộ Thiên Các thì tất cả sẽ gặp chuyện không hay đó. Năm người tuy muốn đánh nó một trận, thế nhưng trong tòa thành trì này cũng không tốt để truy đuổi, vạn nhất thân phận bại lộ, quả thật mọi người đều sẽ bị liên lụy. Trong thành có một cái tế đàn, phàm là những người vào thành đều sẽ tới nơi này để kính viếng, bởi vì tương truyền đây chính là vật thượng cổ chư thánh lưu lại, cũng đã từng nhuộm qua thánh huyết. Mấy vị đệ tử của Bộ Thiên Các sau khi tới, nơi này đã sớm dòng người tấp nập, cái tế đàn kia rách nát không thể tả nổi, chỉ còn dư lại một hòn đá màu đen, ngoài ra cũng không còn thứ gì nữa. Những văn tự mà chư thánh khác đã biến mất từ lâu. Nơi này không chỉ có nhân tộc, cũng không thiếu các sinh linh đặc biệt làm cho người khác không dám tiếp cận quá gần, bởi vì nơi này tỏa ra khí tức rất kinh khủng. Uy danh của một thiên tài ở nhân tộc đã từng xông vào hư thần giới quả thực ghê gớm. Những đề tài gần đây đều đề cập tới nó, thật sự quá tẻ nhạt mà, một thủ nhân nói. Hắn rất nổi tiếng sao, không bằng đi bắt về làm nô bộc, ta đã có 4 người hầu gái rất xinh đẹp, 12 tên hộ vệ cường tráng, đều là người tài ba trong nhân tộc, đều được xưng là thiên tài. Một sinh linh sở hữu thân người, thế nhưng lại có một cái sừng dài màu vàng mở miệng, tóc tím đầy đầu, gương mặt gần giống với nhân loại, chỉ là mọc ra một cặp răng nanh trắng như tuyết, nhìn rất hung ác. Ai cũng đừng tranh đoạt với ta, đến hiện tại ta vẫn không có thu một nô bộc nào, nếu như nhân tộc đều nói nó lợi hại, vậy thì ta chọn nó vậy. Đúng lúc này, một thanh âm như chuông thần vang lên, chấn động đến nỗi làm hai tay ông cả lên. Một con sư tử toàn thân vàng óng ánh chói cả mắt, lại mọc ra 9 cái đầu lâu, trong
trông cực kỳ uy mãnh, thô bạo mà khủng bố, làm chấn động cả tâm hồn. Con sư tử này quá mạnh mẽ, nó vẫn đang còn nhỏ vậy mà lại mọc ra 9 cái đầu lâu, chứng tỏ huyết dịch tương đối tinh khiết, không phải tạp nham, thành tựu trong tương lai chắc chắn rất ghê gớm. Một ông cụ đi ngang qua thán phục nói, người này là một lão tộc trưởng của gia tộc cổ xưa nào đó. Hống, đúng lúc này, cửu đầu sư tử hống lên, cả người tỏa ánh vàng rực rỡ, khí tức gần sóng đè ép những người đứng gần nó, nói, tất cả nói không sai, kẻ nhân loại này ta đã chọn rồi. Các ngươi đừng nên tranh giành, thiên tài mạnh mẽ sẽ trở thành nô bộc cho ta, đi bên cạnh ta, tương lai nó mới có cơ hội uy chấn cả đại địa mênh mông được. Hoàng kim sư tử chín đầu rít gào, âm thanh như sấm làm cho cả tế đàn cổ xưa chấn động, tất cả mọi người tâm thần rung động, không dám nhiều lời nữa. Quá khứ cũng không phải không có trường hợp như vậy, từng có cường giả nhân loại đi theo thái cổ hung thú, cuối cùng về sau, các đất phong vương, thống trị ngàn tỷ dặm giang sơn. Thịt của hoàng kim sư tử chắc chắn sẽ rất ngon, ta thích ăn món đầu sư tử kho, xa xa, nhóc Tỳ Lý Sự, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ gian xảo, trăng nanh nhỏ sáng lấp lánh. Đừng có làm loạn, hoàng kim sư tử chính đầu này cách thuần huyết không quá xa đâu, tốt nhất đừng nên trêu chọc đến nó. Ngoại trừ Thạch Nghị và một vài người khác ra, ta đoán chừng có rất ít thiên tài nhân tộc có thể đối kháng cùng với nó, sư tỷ của bộ thiên các kéo nó lại. Thức ăn ngon đương nhiên phải nấu từ từ, chờ khi nào tiến vào Bách Đoạn Sơn, rồi hẳn nói, nhóc Tỳ vừa nói vừa nhổ một bãi nước miếng. Năm vị thiên tài bộ thiên các đều im lặng. Cách xa 8.000 dặm, Hoàng Đô Thạch Quốc, phủ đệ Vũ tộc. Đây là một khu kiến trúc hùng vĩ, cung điện liên miên không dứt, tất cả đều cực kỳ to lớn, tản ra hơi thở ngột ngạt. Ở bên trong một tòa bảo điện, phù văn lấp lóe, khí lành tràn ngập, có không ít nhân vật trọng yếu của Vũ tộc ngồi xếp bằng bên trong, ngoài ra còn có một tờ tính tiên. Phong Nhi từ bộ thiên các truyền về tin tức, đã xác định được tên nhóc con ở hư thần giới là người nào. Nó tên là Hạo Thiên, hiện nay đã đến đoạn không thành để tiến vào Bách Đoạn Sơn. Tên có lớp một chữ Hạo, cùng tên nhóc năm đó tuổi sắp xỉ nhau. Hơn nữa, nếu xem xét tỉ mỉ, lông mày khóe mắt có một vài điểm giống với Thạch Tử Lăng năm đó. Các ngươi nói thử xem sao lại trùng hợp đến như vậy. Lời này vừa nói ra, cả điện âm trầm hẳn. Tên nhóc kia phải diệt trừ, không thể để nó sống được. Nhưng mà thân thể của Hạo Thiên ở bộ thiên các cực kỳ kinh người, không kém Nghị Nhi bao nhiêu, nên chú ý. À, ta đã từng xem qua một quyển sách cổ, có một suy đoán, chí tôn trời sinh mất đi xương cốt, nếu có thể chịu đựng, thì sẽ niết bàn sống lại, mạnh mẽ hơn, khủng bố hơn. Các ngươi nói xem, tên nhóc Hạo Thiên này. Suy đoán này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào hơi lạnh. Bất kể là nói cái gì, đứa nhỏ này cực kỳ ghê gớm, những thiên tài của chúng ta và những nhân kiệt mà bộ tộc ta thu dưỡng đều đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn cần phải quấn lấy nó, nếu có cơ hội thì không cần kiêng kỵ gì cả. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official, nếu thấy hay, hãy cho mình một like, cảm ơn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 118, Bách Đoạn Sơn. Nửa tháng sau, nơi biên giới tận cùng của cả vùng đất bốc lên một làn sương mù mông lung mờ ảo, ngay sau đó là một tiếng nổ vang vọng long trời lở đất, bắn ra vạn tia ánh sáng. Tất cả mọi người ở đoạn không thành đều bị kinh động, họ có cảm giác như một thiên thần vừa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại, từ trong hỗn độn mở mắt, trong mắt bắn ra vô vàn tia chớp. Nơi cùng trời cuối đất hỗn độn quay cuồng, chớp giật đang dệt, tiếng sấm điếc tai, mưa tuôn như trút, chẳng khác gì ngày tận thế đã đến. Đến rồi, Bách Đoạn Sơn sắp xuất hiện rồi, thông đạo mở ra, Bách Đoạn Sơn lại tái hiện ở thế gian, lớp người già đều trợn to hai mắt, hồi hộp nhìn chăm chú. Vùng đất này vốn rất bằng phẳng, thế nhưng hiện tại có thêm một cái bóng mơ hồ, giống như một dãy núi uốn lượn chợt nhô lên, như ẩn như hiện. Nhưng nếu nhìn kỹ, mặt đất vẫn bằng phẳng như trước, cái gọi là bóng mờ đó thuộc về một thế giới khác cách nơi này, là vô tận hư không, lúc này đây chỉ là hiện hóa ra mà thôi. Đến rồi, quả nhiên bản thân nó là một thế giới, ngày hôm nay mở ra thật là một cơ may hiếm có. Này các cháu, cơ hội của các cháu đến rồi đó, có thể ở bên trong chiếm được đại cơ duyên, cũng có thể chết không chỗ chôn thay, tự mình lựa chọn và nắm chắc cơ hội đi. Một ông lão quát lớn làm rung động cả đoạn không thành. Bây giờ các cháu vẫn còn một chút thời gian, gấp rút chuẩn bị đi, cao nhân tiền bối truyền âm. Mấy trăm năm trước có kẻ kiệt xuất ở Bách Đoạn Sơn quật khởi. Sau khi trở về một bước lên trời,
cuối cùng lên ngôi nhân hoàng, có người trải qua cửu tử nhất sinh, khi quay lại trở thành giáo chủ tối cao. Mà cũng chẳng cần nói chuyện thời xưa làm gì, có vài người tên tuổi tỏa ra hơi thở của thần linh, ngạo thị cổ kim, rung động toàn cõi đất trời mênh mang trong suốt chiều dài lịch sử. Chỉ trong nháy mắt, cả đoạn không thành đều trở nên náo loạn, tất cả mọi người đều tất bật, mọi chủng tộc đều xuất hiện, có khỉ thần bay trên trời, có tảng đá biết bay, có bướm ma vẫy cánh, có người khổng lồ cao vài chục thước, có cây thần cắm rễ giữa không trung, tất cả đều lấp lánh phù văn, từng giây từng phút chuẩn bị hướng về nơi tận cùng của vùng đất. Đương nhiên nhân tộc là đông nhất, các thể gia cổ xưa, các đại giáo đỉnh cấp, hậu nhân của các hoàng tộc cổ quốc đông nghẹt một vùng, chen vai thích cánh đứng ở trên tường thành. Tiểu sư đệ, đệ đang làm cái gì vậy? Con không nhanh tay nhanh chân một chút, chúng ta cũng không thể rớt lại sau cùng mới vọt vào nha. Mấy đệ tử bộ thiên các lo lắng dục nhóc tì. Cơm ngon không sợ trễ, chẳng đi đâu mà vội, đệ đang thu dọn đồ đạc nè. Nếu không các huynh các tỷ đi trước đi, nhóc tì tay xách nách mang ôm một đống giống như đang chuyển nhà vậy. Chuyện này làm năm vị thiên tài bộ thiên các ngẩn mặt ra, mi định đi chém giết hay đi du lịch đây, làm gì mà vác lắm thứ lỉnh kỉnh như vậy, thật trông chẳng giống ai. Được rồi, đệ chuẩn bị xong rồi. Rốt cục nhóc tì vác theo một bao tải to tướng nhanh nhẹn chạy tới. Lão quái vật đào giả của bộ thiên các nhìn nhóc tì mà cảm thấy có chút nghẹn họng. Người ta cố mang theo nhiều đan dược, binh khí, thằng nhóc này tại sao lại từ nhà bếp chạy đến, rốt cuộc nó đem theo những thứ lộn xộn quỷ quái gì vậy. Thời giờ cũng chẳng còn nhiều nữa, đào giả cũng chả thiết hỏi nhiều, lão mang theo mấy đứa nhỏ xông về phía cửa thành. Tiền bối, ngài có một cái bảo cụ nào không? Có thể tiện tay cho cháu một cái, hoặc một cái bình ngọc chứa được nhiều thứ linh tinh, cũng được. Cái bao tải này cháu vác thấy vướng víu quá đi mất, nhóc tì nói. Không có, đào giả lắc đầu, lão chẳng có, thì giờ lằng nhằng với nó, mang mọi người cấp tốc vọt lên trên tường thành. Manh! Ở nơi tận cùng của vùng đất đám sương mù hỗn độn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng trông giống như sóng biển trắng xóa đang cuộn trào ập đến, quan cảnh trông cực kỳ hùng tráng. Sóng lớn ngập trời, một mảnh trắng xóa, nhấp nhô dữ dội, xô vào khối đất trời này, làm vang vọng tiếng gầm, cảnh tượng làm người chấn động. Đó là khí hỗn độn đang ập đến, nhiều đến như vậy, kinh khủng đến như vậy, rất nhiều người đã sống quá nửa đời người mới lần đầu chứng kiến, thật hùng vĩ. Tựa như thiên quân vạn mã đang rầm rầm lao đến, giống trăm vạn đại quân xông lên, âm âm tiếng động, sương trắng cuồn cuộn đến tận trời, khủng khiếp khôn tả. Ầm. Rốt cuộc một tiếng nổ thật lớn. Khí hỗn độn đã ập tới nơi này, rất nhiều người sợ đến vỡ mật tưởng rằng bị sóng nhấn chìm, nhưng chợt phát hiện thấy đất trời như bị ngăn cách, sóng khí trắng xóa chỉ đến đó là ngừng. Thanh đúng như tên gọi, gọi là đoạn không thanh thực là có nguyên do mà, mọi người sợ hãi than. Đúng lúc đó, tế đàn đổ nát từng nhuộm qua máu của chư thánh ở trong thành phát ra hào quang nhàn nhạt, giống như sinh mạng đang hồi sinh, tự hồ như đang hồi tưởng lại chuyện xưa thời thượng cổ. Chẳng cần phải đợi đâu, Bách Đoạn Sơn mở ra là có thể tiến vào được rồi. Chính là lúc này, một con vượn già rống to một tiếng, tóm con của mình ném ra ngoài. Tiếp theo một con ấu dao vọt tới, trong nháy mắt lao vào trong sương mù hỗn độn. Theo sau là một con chim lớn màu vàng bay vút lên trời rồi mất hút trong hỗn độn. Một con bướm ma đập cánh, phá vỡ không gian lao vụt đi. Hai con long tượng màu bạch ngọc cũng lao đầu mà chạy, chân đạp xuống mặt đất âm âm vang vọng. Thời khắc này đủ loại sinh linh sóng vai, tất cả đều bắt đầu hướng về sơn buộc, mà chạy, ai cũng muốn là người đầu tiên tiến vào Bách Đoạn Sơn Hồng chiếm được cơ duyên lớn nhất. Thiên tài của nhân tộc dĩ nhiên cũng không chịu tụt hậu, vọt theo sát gót, thậm chí có người còn sớm dẫn đầu, lấy ra bảo cụ, cung cự nhân cao vài chục thước đua tốc độ, với hậu duệ của chim thần sa tài. Nơi tận cùng của vùng đất này có một cánh cửa, tuy rằng to lớn vô cùng, nhưng người lại quá nhiều. Căn bản không thể vào cùng một lúc, biển người đông nghịch bị tắc nghẽn ở bên ngoài. Thậm chí ngay ở chỗ này cũng có một số sinh linh bộc phát chiến đấu, lao vào đánh nhau. Nhóm người bộ thiên các lẫn trong đám đông, trên lưng nhóc tì vác một cái bao tải to đương nhiên làm cho mọi người chú ý, hết thảy mọi người đều cảm thấy nó thật quá dị. Không ít tộc lão đi tiễn đến chỗ này cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn nó, có người không nhịn được hỏi, tiểu hữu, cháu mang theo những gì vậy? Đều là bảo bối đó. Nhóc tì quẳng bao tải xuống đất nghe loảng xoảng rồi ngồi lên trên, dẫu sao phía trước đường cũng tắt, trong thời gian ngắn khó mà đi tới được. Đều là bảo bối, cả một bao lớn,
Cả đám người đều tỏ vẻ không tin, đến cả một vài sinh linh các chủng tộc khác cũng kinh ngạc. Đương nhiên, nhóc tì vỗ vỗ cái bao tải to tướng lớp dưới mông, ra vẻ ta đây dương dương tự đắc. Quý môn thật là cường đại đó, cấp cho đệ tử nhiều bảo bối như vậy, thật là làm cho người ta kính sợ. Nguyên lão đào giả của bộ thiên các mặt mày đỏ lận, mấy cái đó mà là bảo bối hả? Dọc đường hộ tống mọi người đến đây lão đã nghe rõ mười mươi nồi như xông chảo và đập sủng soảng bên trong. Xung quanh không ít kẻ lộ ra ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm vào nhóc tì, rõ ràng nghĩ đến chuyện cướp bóc. Ta cảnh cáo các người, đừng có hòng mà nhằm vào bảo bối của ta, nếu không ta đem từng người các ngươi hầm cách thủy. Nhóc tì trừng mắt nhìn đám sinh linh dị tộc, trông chẳng khác chó giữ xương, canh chừng cái bao tải kích xù. Mấy lão già nhân tộc đứng xung quanh đều nở nụ cười mà nói, tiểu hữu, cháu có thể cho bọn ta nhìn một cái trong bao có bảo bối gì không? Bọn ta đều đã già thế này rồi, chắc chắn không đoạt đồ của cháu. Được thôi, nhóc tì dường như rất miễn cưỡng, chậm chậm mở cái bao tải to ra. Tất cả mọi người đều nhòm vào bên này, vươn dài cổ cố nhìn xem rốt cuộc là cái gì, kể cả những sinh linh dị tộc kia cũng không ngoại lệ, trong mắt ánh lên hung quang cùng với tràn ngập vẻ tò mò. Chỉ có mình đào giả là mặt già đỏ ẩn, hận không thể quay lưng chạy mất, lão đập cho nhóc tì một cái rồi nói, có cái gì mà khoe hả, đưa đây, để ta vác cho. Đồ linh tinh nhiều lắm, vác không nổi đâu, cho cháu một cái bảo cụ, hoặc linh quán đi, cháu bỏ mấy thứ linh tinh này vào trong. Nhóc tì chìa tay đòi lão. Không có, đào giả điên tiết lắm rồi, thằng ranh con này đang thừa cơ bắt chẹt lão đây mà. Mở ra đi, để bọn ta nhìn một cái nào. Những người đứng quanh đó đều tỏ vẻ không vui. Được thôi, nhóc tì nhanh chóng mở bao tải ta đùng ra, mọi thứ bên trong đều lộ ra. Một đám người rướng cổ lên, mắt liếc như điện quan sát, rồi tất cả đều được mặc ra, cái này, gọi là bảo bối hạ trời. Một lúc lâu sau mọi người vẫn còn tắt tiếng. Thằng bé này rõ là đồ xỏ lá, đang kiếm người để chọc ghẹo đây mà. Nghe này cậu bé, cháu có phải đem cả nhà bếp của người ta cướp sạch hay không? Một ông lão mở miệng nói. Làm sao mà ông biết được? Nhóc tì tròn mắt, ngay sau đó giải thích, cháu đâu có cướp sạch, cháu có nhắn lại mà, lại còn đặc biệt ghi chú tên môn phái của cháu, nói rõ cái này là trưng dụng, sau này có thể đến tịnh thổ của bọn cháu mà nhận lại. Mặt già của nguyên lão đào giả bộ thiên các vốn đỏ rực bây giờ càng dần đến đen sạm, thậm chí mắt cũng tối lại, cái thằng tranh ba que xỏ lá này. Quá thất đức mà, làm sao nó có thể dựng chuyện như vậy được, đường đường bộ thiên các con cần phải trưng dụng mấy thứ linh tinh này sao? Lão thà để con thỏ ranh con chết bầm này đi làm cường đạo lột sạch một tên cao thủ còn hơn như thế này, làm cho bộ thiên các khó mà chịu đựng nổi, tiên sư nhà nó chữ. Cả đám người như hóa đá. Mọi người đều không ngờ cái gọi là bảo bối té ra là mấy thứ linh tinh này. Mấy sinh linh dị tộc lập tức rụt cổ về, mấy cái đồ vứt đi này, mà gọi là bảo bối à, đem vào Bách Đoạn Sơn, để làm gì đây, thằng óc con rẻ rách này, sau khi tiến vào sẽ trở thành chốt thí mà thôi. Các người thật ngốc, căn bản chẳng biết cách sinh tồn nơi hoang dã, đến lúc đó các người chắc chắn thèm rõ giải được như ta, đầu sư tử kho, phi di hầm như, hổ cốt chân, các kiểu, trong mà thèm. Nhóc tì nuốt nước bọt. Làm ơn đừng nói nữa, sư tỷ xinh đẹp đứng cạnh nó lấy tay ôm mặt, có một tiểu sư đệ như vậy thật quá mất mặt. Có một ông lão hiếu kỳ ngồi sụp xuống nhìn kỹ một lần, thật là cái gì cũng có đủ, ngay cả đồ gia vị cũng có, rõ ràng đem một nhà bếp dọn sạch sành sanh. Đi thôi, có thể đi vào được rồi. Bị người trước mặt cũng chẳng nhanh nhẹn gì cho lắm, vô số sinh linh đều đi vào, mấy thiên tài bộ thiên các cũng lần nữa lên đường. Cáo biệt nguyên lão đào giả, trảo bước về phía cánh cửa lớn đang phát sáng. Sát một liếng, bọn họ đã đi qua cửa, để tiến vào trong một thông đạo sương khói mịt mờ, chẳng biết đi thông hướng nào. Đi thôi, kế tiếp cứ thẳng tiến. Trong này có rất nhiều thông đạo, chọn đường đi khác nhau sẽ bị đưa đến những khu vực khác nhau trong Bách Đoạn Sơn. Trăm sông về một biển, sinh linh từ các thông đạo khác nhau tiến nhập không sớm, thì muộn cũng sẽ gặp nhau, một vị sư huynh của bộ thiên các nói. Đó là lời của đào giả, là kinh nghiệm của tiền nhân. Khi mới vào tất nhiên tránh để mọi sinh linh dồn vào một chỗ, nếu không sẽ xảy ra huyết chiến ở quy mô lớn. Sau khi tiến nhập thông đạo này bọn nhóc tì chạy hết tốc lực về phía trước, chẳng biết sau bao lâu sương mù nhạt dần, ánh sáng mới có thể xuyên thấu qua. Sau đó họ lao ra ngoài, trong một khoảnh khắc đó họ cảm thấy một luồng linh khí đậm đặc, so với trong bộ thiên các con gấp mấy lần,
linh khí quả thật gần như động lại thành nước. Tiểu thế giới này thật sự là báu vật, tu hành ở chỗ này đúng là làm chơi ăn thật, mọi người đều kích động. Phía trước có một cái hồ trong vắt và tĩnh lặng, từng đám linh khí bốc lên, quanh hồ cổ dược ngát hương, xa xa còn có dã thú gầm gừ. Vài ngọn núi muôn hoa đua nở, cuốn đầy linh đằng, đằng bằng dây leo, cây cỏ tốt tươi, trông giống như tiên cảnh. Chỗ đó có bốn gốc linh dược, một vị sư tỷ kinh hô, chỉ tay về phía một vách núi. Đúng lúc này nhóc tỳ quát lớn một tiếng, quẳng bao tải to tướng trong tay xuống, giống như một con mãnh thú hình người đang phát uy xông thẳng về phía sau. Trắc trắc. Tiếng đứt gãy vang lên, một cây cổ thụ to rên rỉ bị gãy làm hai đoạn, lập tức hiện nguyên hình là thụ nhân bị gãy. Đám đệ tử Bổ Thiên các hoảng hồn, đây chính là cao thủ thụ tộc, thường ngày hóa thành cây cổ thụ lẫn vào trong rừng rất khó phát hiện, thật là đáng sợ. Hiển nhiên vị thiên tài của thị tộc này rất cường đại, vừa nãy định bất ngờ đánh lén họ, kết quả bị nhóc tì lấy thân thể gọn gàng đụng gãy. Phạch phạch phạch. Ở đằng xa một con chim lớn đỏ rực như lửa vọt lên, bay về phương xa, trên người nó tỏa ra sóng chấn động khủng bố. Đại hồng, đừng có chạy, mau vào bắt nào. Nhóc tì quát lớn, nó nhấc bỗng một khối đá nặng đến vài ngàn cân ném mạnh vào không trung. Bịch một tiếng, con chim to lớn hót vang giận dữ, phun ra vô số ánh lửa đem cự thạch thiêu thành dung nham rơi xuống đất. Tiểu hắc không được chạy, mày để lại tay gấu đã. Nhóc tì lại xoay mình nhìn về phương xa, ở đó có một con nhân hùng một sừng màu đen, khắp người phù văn lập lòe, đang vắt chân lên cổ mà chạy. Các thiên tài của Bổ Thiên các sững sờ, vị tiểu sư đệ này của họ cũng quá hung hãn đi, vừa mới vào rừng núi mà đã như rồng về biển rộng vậy, điên cuồng như vậy, ngay lập tức làm các sinh linh cường đại chung quanh phải kinh sợ lùi bước, mà bọn chúng đều là thiên tài của các chủng tộc. Chương 119, thằng bé hung tàn. Nhân hùng một sừng màu đen sau khi nghe được toàn thân run rẩy, thằng bé hung tàn này thật đáng sợ, vừa mới thấy mặt đã định ăn thịt nó. Toàn thân rực lên hào quang màu đen, nó liên tiếp đụng gãy mấy cây cổ thụ, liều chết chạy trốn, phù văn hóa thành ngọn lửa màu đen nâng bàn chân làm tốc độ của nó tăng vọt. Tay gấu của ta, nhóc tì rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, vô cùng tiếc nuối, chỉ một thoáng mà con gấu kia đã chạy mất hút, nó có muốn đuổi theo cũng không thể phân thân ra được, thật là xót ruột mà. Con chim đỏ thẫm kia đang hót đầy giận dữ ở giữa không trung, cả người đỏ rực bộc phát ánh lửa đầy trời, đem khối cự thạch đập về phía nó nung chảy thành nham thạch đỏ tươi như máu, rơi vãi xuống đất. Nó vô cùng phẫn nộ, vốn trông thấy thằng bé hung tàn này, chỉ một kích đã đem thiên tài của thủ tộc đụng gãy thành hai đoạn, nên nó định tạm thời tránh đi mũi nhọn tìm cơ hội lại lần nữa xuống tay, ai ngờ thiếu chút nữa bị một khối đá lớn đập trúng. Nó là Hỏa Vân Tước, tính tình hung tợn, không chịu nổi nhất là bị kích thích, nên nó lập tức điên cuồng, khắp trời đều là hỏa văn trút xuống chỗ nhóc tì. Từ xa nhìn vào giống như một dòng thác đỏ rực liên miên bất tận từ trên trời tuôn xuống, hơi nóng đốt người, hình ảnh thật là khủng bố. Đại hồng, mày sẽ phải trả giá đắt, nhóc tì cau cái mặt nhỏ nhắn thét lớn, bị con Hỏa Vân Thức này làm vướng chân, kết quả nhân hùng một sừng bỏ trốn mất dạng, tay gấu cũng bay theo luôn. Ánh bạc như nước tỏa ra khắp người nó, nhanh chóng hóa thành một cái khay bạc hiện ra sau người nó, tinh khiết và thần thánh, cao gần bằng người nó, gần như bao phủ toàn thân nó, tỏa ra hào quang chói lọi. Nhóc tì trông giống như một vị thần sừng sững trên mặt đất, cả người nó tỏa sáng, khai bạc như thần nguyệt từ chính tầng trời giáng xuống, làm nổi bật nhóc tì thần võ bất phàm. Ánh lửa như hồng thủy che ngập bầu trời, phát ra âm thanh âm ầm trút xuống, thanh thế vô cùng kinh khủng. Khai bạc sau lưng nhóc tì rực cháy, hào quang lóng lánh ánh bạc như nước trước tiên cuốn về phía trước ngăn chặn thế lửa. Mấy thiên tài Bổ Thiên các giật mình, tất cả cấp tốc lui về phía sau, mỗi người đều lộ vẻ xúc động mạnh. Vị tiểu sư đệ này biểu hiện quá kinh người rồi. Lửa đỏ ập xuống, trên mặt đất đất đá tan chảy, cổ thụ hóa tro tàn, mặt đất hóa thành dung nham cuồn cuộn sôi trào biến cả khu rừng thành biển lửa. Nhóc tì nổi giận, thân thể bạo phát ra khí tức không gì sánh nổi, toàn thân phù văn sáng rực âm âm chấn động, khai bạc sau lưng càng thêm thánh khiết, bất luận là nham thạch nóng chảy hay lửa cháy đều bị ngăn lại. Đồng thời tay phải nó xòe rộng năm ngón, ngân quang đang dệt như tia chớp tạo thành một con ma cầm thời thái cổ, bay vút lên cao đánh về phía Hỏa Vân Tước. Phanh một tiếng, hai hung cầm va vào nhau, hào quang đỏ rực lẫn sáng bạc đồng thời tóe ra, trên trời truyền đến tiếng động âm âm không ngớt. Chạy đi đâu, nhóc tì quát lớn,
Nó phát hiện Hỏa Vân Thức đầu óc đã thanh tỉnh lại rồi, đang định giang cánh trốn đi. Nó nhanh chóng xông về nơi xa, dậm mạnh chân lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, sức mạnh thân thể kinh khủng đến mức làm cho ngọn núi nhỏ vỡ tung trông thật kinh khủng. Cả người nó vọt lên không trung tiến vào bầu trời, nhào về phía con chim đỏ to lớn. Hỏa Vân Thức giật mình khiếp sợ, thằng bé này quá hung tàn, dậm chân một cái là vọt tới bầu trời, hay là nó định bay. Nó kêu to một tiếng, cả người thiêu đốt, bảo thuật gia trì trên người, cực nhanh vút lên, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, rốt cuộc cũng thoát khỏi thằng nhóc nhân tộc đáng sợ kia. Nhóc Tì không cam lòng, lòng bàn tay nó phát sáng long lanh tựa như trong suốt, bộc phát tia chớp màu vàng, tia chớp này đích thực là có tốc độ cực điểm, bùng nổ trên người của Hỏa Vân Tước. Một tiếng gáy đầy phẫn nộ, lông vũ của con chim lớn màu đỏ nổ tung, rơi xuống một đám linh vũ màu đỏ thẫm, còn có một phần thân thể cháy đen bốc mùi thịt thơm phức. Giạc. Một vệt sáng bạc lướt qua, Nhóc Tì gắng sức ném ra một vần trăng bạc, ánh trăng sáng như tuyết giống như ánh đao chém trúng Hỏa Vân Tước làm cho cả người nó chấn động. Một khối thịt rớt ra, con chim rơi xuống cực nhanh. Nhóc Tì cười rất vui vẻ, nó reo lên, đại hồng nhanh vào nồi nào. Hỏa Vân Tước gào thét thảm thiết rồi rơi xuống rất nhanh, nhưng ngay khi sắp va đập vào mặt đất nó đột nhiên đảo người một cái, bay là mặt đất lao thẳng về nơi xa. A, à, quá xảo quyệt mà, vậy mà lại giả chết, Nhóc Tì tức tối. Lúc này cu cậu đã vừa vặn vọt lên đến đỉnh điểm, đang bắt đầu rơi xuống, chịu chết chẳng làm gì được. Hỏa Vân Tước như chim sợ cành công, nghe thấy Nhóc Tì nói vậy giật thoát người một cái, trốn càng nhanh hơn, bay sát mặt đất như vậy hai cánh của nó phạt đứt rất nhiều ngọn cây cổ thụ. Mấy vị thiên tài bổ thiên các nhìn đến trợn mắt há mồm, vị tiểu sư đệ này quá mạnh mẽ đi, làm cho ma cầm mạnh mẽ như vậy, cũng phải sợ chạy trối chết. Ở nơi xa, trong một vùng rừng núi, nhân hùng một sừng quệt mồ hôi lạnh, không ngờ thốt ra tiếng người, thật hung tàn. Manh một tiếng, Nhóc Tì rơi xuống đất, làm cho một ngọn núi đá rung rẩy, vỡ ra một cái hố to, khe nứt lan tràn ra ngoài không biết bao xa. Nó tức tối chạy đi, miệng không ngừng la hét, con chim nhỏ xảo quyệt vậy, mà lại trốn thoát, lần sau đừng để tao trông thấy mày. Năm vị thiên tài bộ thiên các ngơ ngác nhìn nhau, thật chẳng biết phải nói gì cho phải. Sư đệ này của họ so với hung thú còn hung tàn hơn a. Nhóc Tì chạy về chỗ cũ, từ trong rừng xách theo một khối thịt tươi hơn 20 cân vẫn còn dính một ít lông vũ đỏ rực. Đây là một đòn cuối cùng dùng trăng bạc chém rụng ra đấy. Cuối cùng cũng không có uổng công, có thể nếm thử thịt tươi rồi. Nó mở miệng nói, vùng núi non này có không ít sinh linh ẩn núp, nhìn thấy cảnh này tất cả đều sởn gai ốc. Chỉ trong chốc lát mặt đất rung rẩy, cây cỏ rung rẩy, lá bay tán loạn, tất cả đều chạy thục mạng. A, à, chỗ đó có một con lạc đà tím ẩn núp, nghe nói thịt ở bướu của lạc ăn ngon nhất, để nó chạy mất rồi. Nhóc Tì sốt ruột dậm chân, trợn mắt nhìn núi rừng. Con lạc đà tím nghe xong loạn choạng, thiếu chút nữa thì ngã quỵ, sau đó nó điên cuồng chạy trốn, trong chớp mắt hóa thành một luồng sáng màu tím tan biến vào trong cánh rừng bao la. Ui, lại một con dê vàng, đùi dê nướng của ta a, à, Nhóc Tì rên rỉ. Một con dê hai đầu toàn thân vàng óng ánh, sau khi nghe được hai chân sau đá hậu chạy trốn điên cuồng, tốc độ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Những cường giả này đều là thiên tài thuộc các chủng tộc khác nhau, trong đó không thiếu sinh linh hình người, sau khi nghe thấy Nhóc Tì nói như vậy đều chạy trối chết, chỉ sợ bị nó ăn thịt, chạy trốn như đang tránh ôn dịch vậy. Sư huynh sư tỷ, chúng ta ăn chút gì đi, lát nữa lại tiếp tục xông pha trong cái tiểu thế giới này, tìm kiếm thiên quốc, bất lão thần tuyền, truyền thừa của chư thánh. Nhóc Tì rất nhanh nhẹn cạo sạch miếng thịt này, rửa sạch sẽ bên hồ nước, lập tức lấy ra đủ kiểu nồi niêu xông chảo, nhanh chóng nổi lửa, nêm nếm gia vị, rồi bắt tay vào ninh nấu. Ăn thật rồi, quá hung tàn mà, mấy đầu hung linh chạy trốn sau cùng đều lông tóc dựng đứng, chẳng dám dây dưa ở lại, đều xoay người bỏ chạy. Con Hỏa Vân Thức ghê gớm này chẳng lẽ là đời sau của thái cổ di chủng? Tuyệt đối là huyết nhục bảo dược, vừa ăn một miếng một vị sư huynh đã lộ vẻ xúc động. Đúng vậy mà, một vị sư tỷ xinh đẹp vớt từ trong nồi ra một miếng thịt thơm phức sáng óng ánh, vừa ăn vào trong miệng đã thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu tinh thuần tỏa khắp toàn thân, làm cho nàng cảm thấy cả người khoan khoái. Mọi người nhanh chóng động đũa, trong nháy mắt hơn 20 cân thịt bị chén sạch, ngay cả nước canh cũng chẳng còn thừa bao nhiêu. Huyết nhục bảo dược, cả đám người kinh ngạc. Lúc này bọn họ khắp người đều phát ra những tia sáng long lanh rất nhỏ. Mọi người rốt cuộc cũng hiểu được chứ,
Những bảo cụ này quan trọng đến nhường nào? Nếu đệ không mang theo thì làm sao có được đồ ăn ngon như vậy? Thực sự là ăn rất ngon đấy. Nó cảm thấy trong người có một làn sóng nhiệt vang lên ầm ầm, trùng kích bên trong máu thịt của nó, tinh khí đang lớn mạnh. Nếu như ngày nào cũng được ăn loại huyết nhục bảo dược này, nó tin chắc chẳng mất bao lâu sẽ đột phá. Mấy vị thiên tài của bộ thiên các cảm thấy rất ngượng ngùng, đặc biệt là hai vị sư tỷ xinh đẹp càng thẹn thùng, vì bị thằng nhóc này lây bệnh, biến thành kẻ tham ăn. Từ khi tiến vào tiểu thế giới này cho đến giờ chỉ toàn bàn chuyện đánh chén, chẳng hề tìm kiếm thiên cốt hay thánh dược gì cả. Chỗ đó có 4 cây linh dược, huynh sẽ đến hái. Một vị sư huynh đứng lên. Chẳng đi đâu mà vội, để đến tối chúng ta bắt một con mãnh thú hồng, như với linh dược, đó mới thật là món ngon đó nha, nhóc tỷ nói. Trong lúc đó, xa xa trong dãy núi một ít sinh linh bản địa, thì thầm. Nghe thấy không, ở đây vừa mới xuất hiện một tiểu ma vương, cái gì cũng ăn tuốt, chư vị cẩn thận nhé, nghìn vạn lần đừng có lại gần chỗ đó. Quá hung tàn, ăn thịt thụ nhân, lại ăn thịt cả hỏa vân tước, sau đó còn muốn ăn thịt cả nhân hùng một sừng, nhất định đó chính là đại ma vương rồi. Một đám sinh linh bàn ra tán vào, trong lúc đó một sinh vật hình người đi tới, hơi lạnh căm căm quét qua ngay lập tức làm cho mảnh rừng núi đó trở nên lạnh giá, tựa như một làn sương lạnh phủ xuống. Hắn từ sâu trong dãy núi đi ra, khắp người bao phủ ánh bạc, đi về phía hồ nước, trong khi đi tới khí tức kinh người tỏa ra làm kinh sợ sinh linh ở gần đấy. Bên hồ nước có một vách núi, trên đó có vài cây tùng cổ thụ xanh ngắt mà cổ lão, trông giống như mấy con cầu lông uốn lượn đang nằm. Bên cạnh còn có 4 cây linh dược mọc dàn hàng, hào quang óng ánh lưu động. Đó là 4 gốc xích lan, trông giống như lưỡi khoan đỏ như máu tỏa hào quang đẹp mắt, hấp thụ linh khí trong trời đất mà sống, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Đến ngay cả nhóc tỳ cũng phải thán phục, ở thế giới bên ngoài một gốc linh dược cần cả một ngọn linh sơn mới có thể thai nghén ra được, vô cùng quý hiếm, vậy mà chỗ này cả 4 gốc cùng mọc, khiến cho người ta sợ hết hồn. Linh khí trong tiểu thế giới này quá đậm đặc, vì vậy mới có thể thai nghén ra đến 4 gốc ở cùng một chỗ. Ta cảm thấy dược hiệu nhất định sẽ rất kinh người, tuyệt đối là cây thuốc quý lâu năm, trên bề mặt có luân văn màu đỏ máu, nói không chừng có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh. Mấy người đệ tử trẻ tuổi bổ thiên các mắt sáng lấp lánh. Một vị sư huynh bắt đầu bám vào vách đá leo tới, chuẩn bị hái cả xuống. Khi hắn vừa đến gần 4 gốc linh dược, thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, chợt ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện sinh vật hình người ở phía trên đang nhìn xuống người hắn. Ngươi là ai? Sinh linh này vô cùng ngang ngược, giẫm một cước làm vách đá đổ nát, giống như cơn lũ bất thình lình bộc phát, ào ào mãnh liệt trút xuống. Chuyện xảy ra quá đột ngột làm vị thiên tài bổ thiên các này kinh hô, nháy mắt đã bị rơi xuống, vô số cự thạch mấy ngàn cân trút xuống, chưa kể cự thạch vạn cân khối này tiếp khối kia lăn xuống. Trên vách đá sinh linh hình người dậm chân một cái hầu như làm cho cả núi đá vỡ vụn, sắp đem thiên tài của bộ thiên các chôn vùi trong đống đá hàng vạn cân. Sư huynh! Mấy người phía sau thất kinh gọi lớn, biến cố này cũng quá đột ngột, không phải ai cũng được có thân thể kinh khủng như nhóc tỳ. Người bình thường nếu bị vài khối đá vạn cân liên tục va đập nhất định sẽ trở thành thịt vụn. Vách núi đổ nát, cự thạch quay cuồng, thanh thế vô cùng đáng sợ. Vị sư huynh kia cả người phù văn lóe sáng, nhưng rồi cũng bị vùi lấp. Nhóc tỳ chuyển động, nó nhảy vào giữa đống đá vụn, hai tay đánh ra làm cho núi sông biến sắc. Nó bắt được cánh tay của sư huynh lôi mạnh ra ngoài, thế chỗ hắn mạnh mẽ đối kháng với cự thạch đang rơi xuống. Sinh vật hình người trên vách núi dở một bức tranh ra xem, so sánh với mấy người phía dưới, con ngươi màu bạc chợt sáng bừng lên. Nó nói, chính là các ngươi. Nó đạp xuống một cước kinh thiên động địa, 4 gốc linh dược bị nó ngắt xuống. Còn cả ngọn núi thì bị đạp vỡ lăn xuống dưới định chôn vùi nhóc tỳ. Phù văn lóe lên, quanh người nhóc tỳ sấm chớp rền vang, rất nhiều cự thạch bị đánh nát. Nó rốt cuộc vẫn vọt ra ngoài mà không bị chôn vùi. Ngươi có phải là đứa bé khá đặc biệt kia của nhân tộc? Nó nhìn chăm chăm vào nhóc tỳ, con ngươi màu bạc đáng sợ vô cùng, sắc bén đến dọa người. Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta? Một vị sư tỷ bộ thiên các quát hỏi. Hoàng Kim Sư Tử chính đầu nói muốn thu phục ngươi, ta lại không muốn cho hắn được toại nguyện. Đi theo ta, trở thành chiến bột của ta, sau này ta sẽ thả cho ngươi quay trở lại nhân tộc, nhất định có thể chiếm đất xưng vương. Nó đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn xuống nhóc tỳ, những người khác nó chẳng thèm liếc mắt, toàn thân nó lấp lánh ánh bạc, thần huy lập lòe tản ra chấn động kinh khủng. Ngươi là con gì? Nhóc tỳ hỏi.
ta là vương của ngươi, sau này ngươi đi theo bên người ta, cùng ta đi lập những chiến công huy hoàng, dùng ngôn từ nhân tộc của ngươi, ta là chủ nhân của ngươi. Sinh linh màu bạc mở miệng nói, trong nháy mắt một làn sóng chấn động như biển cả bùng phát, một luồng khí tức kinh khủng như sóng triều đổ ập về phía trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc Tì tức khắc đen lại, nó tiến về phía trước, đi vòng quanh sinh vật nọ ngắm trên nhìn dưới. Ngươi định làm cái gì vậy? Sinh vật hình người màu bạc hỏi. Ngươi một chút thịt cũng chẳng có, toàn xương là xương, đã thế còn là hình người, ngươi bảo ta ăn thế nào được? Cho dù có hồng, nhiều đi nữa ta cũng chẳng muốn ăn, ta sợ tâm lý bị ám ảnh. Mặt nhóc Tì ngày càng đen, bực tức phàn nàn, nó giận dữ nói, tại sao ngươi lại là hình người hả? Bắt ngươi thì có lợi ích gì chứ? Ngươi nói thử xem, ta phải xử lý ngươi như thế nào đây, chôn sống hay hấp cách thủy? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất từ Bảo Hưng Official các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.